Ayo và hello mọi người nha, lại là mình Khoa Meta đây anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ có những cái mẹo pha mới sinh học khá là ngon luôn á. Mình sẽ chia sẻ những cái mẹo này cho anh em luôn nha. Những cái mẹo này anh em nào biết rồi thì thôi nha, thì anh em nào chưa biết thì xem hết video nha. Thì trước khi vào video mọi người nhớ lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo đó nha mọi người. Cảm ơn anh em nhiều nha. Bây giờ mình sẽ không dài dòng nữa, vào video thôi nè anh em ơi. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái hạt level 1 cho nhóm mấy bạn mới chơi game này anh em. Thì mình mới level 1 và mình đang ở C1 nha. Và mình sẽ đi ra mua một cái thuyền và mình đi tới đảo cuối mình farm nha. Thì mẹo đầu tiên á, cái mẹo này hình như là cũng khá là nhiều bạn biết rồi đúng không? Và sau 7-7-4-9 ngày thì mình cũng đã tới được cái đảo cuối cùng ở C1 rồi nha anh em. Đảo cuối cùng ở C1 là thành phố công nghiệp nha mọi người. Thì mọi người qua đánh cái con này nè. Ây, khó nha, lộn nhầm anh em ơi, nhầm anh em ơi. Thì đầu tiên á, mọi người dụ nó để cho nó ra cái bờ tường này đúng nha mọi người. Rồi xong sau đó mọi người đánh nó nha. Thì mình đánh nó thì được á, nó đánh mình thì không mất máu nha. Mình đánh nó mất máu, nó đánh mình không mất máu nha mọi người. Thì mọi người đứng đánh, khi nào nó chết rồi thì thôi nha. Thì mình đánh cái này cũng hơi bị lâu á. Thì cái này dành cho những bạn nào mà không có bạn bè để chơi á. Còn nếu có bạn bè á thì tí nữa mình chỉ cho mọi người nha. Thì mọi người đứng đánh nó như vậy nha. Nếu mà mọi người thấy mỏi tay á thì mọi người tải auto click về đánh cho nó dễ nha mọi người. Còn cái này mình đang đánh tay luôn á, cho nên đánh khá là mỏi luôn á mọi người. Và mọi người hồi nãy giờ mình đánh cuối cùng nó vẫn chưa chết nha anh em. Thì khá là lâu luôn á mọi người, tầm 5 phút lận á. Anh em mình khuyên anh em nên tải auto click về đánh cho nó dễ nha, chứ đánh như mình là hơi bị mỏi tay đó nha. Và anh em ơi, sau 7-7-4-9 ngày thì mình cũng đã đánh xong con lính rồi nha mọi người. Thì mình đã được lên level, nói chung là level hơi cao luôn á. Chỉ đánh một con lính thôi và mình đã lên được tận level 24 luôn nha mọi người. Mình thấy mình chưa dùng X2 cho nên bây giờ mình sẽ ra dùng X2 coi nha. Hồi nãy quên dùng X2 anh em ơi. Dùng X2 chắc bây giờ lên nhiều hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ kêu thằng bạn mình vô đây để đánh con lính một máu rồi. Bây giờ mình farm cho nó dễ anh em. Anh em nào có bạn thì farm nó dễ hơn á mọi người. Thì bạn mình nó đang đánh anh em ơi. Thì không biết đánh được một con đầu tiên là nó không biết được bao nhiêu máu đây. Thì bây giờ mình sẽ đánh đi. 24 level. Không biết đánh xong lần này được lên bao nhiêu nữa anh em ơi. Thì nói chung lên cũng khá là nhiều á, tại vì có X2 nữa nên bây giờ lên nhanh hơn hồi nãy á mọi người. Lên được tận level 34 luôn nha mọi người. Thì cũng khá là ngon luôn á anh em. Thì anh em nào có bạn bè thì kêu qua đây farm cho nó dễ mọi người. Farm lên tầm level 200 mấy là ok rồi á. Lúc này farm lên level 200 mấy là ok luôn á mọi người. Và mọi người, cái mẹo tiếp theo thì mình muốn chỉ cho anh em đó là cái mẹo đánh con Sam tóc đỏ này nha mọi người. Thì mọi người nếu mà mọi người đứng đánh một một với nó thì tất nhiên là mọi người đánh không lại rồi đúng không? Thì nhưng mà mọi người làm theo cái mẹo của mình nè. Cái mẹo của mình là mọi người đánh con Sam tóc đỏ xong mọi người chạy ra cái ngay cái bờ thuyền á mọi người, rồi mọi người đánh nó nha. Thì mọi người canh nó gần tới rồi mọi người đứng ngoài mọi người đánh nè, thấy nó mất máu không anh em? Thì nó chỉ dùng được chi mình thôi, còn nó đánh thường mình thì không được nha mọi người. Thì mọi người đứng đây mọi người dùng chát quỷ đánh nó giữ mất máu nha. Thì đứng ở đây farm con Sam tóc đỏ vẫn cứ là ok thôi nha mọi người. Tầm level mọi người chỉ cần tầm level 200 mấy thôi là mọi người đánh được con Sam tóc đỏ rồi nha. Solo 1-1 với nó và không cần ai giúp thôi nha mọi người. Mọi người dùng theo cái mẹ của mình nha. Nó chỉ dùng chiêu mọi người được thôi chứ nó đánh thường mọi người không được á. Thì đứng đây farm lấy server cũng khá là ok mọi người. Thì mình được thanh kiếm server luôn nè anh em. Anh em nào chưa có thanh kiếm server thì anh em làm bằng mẹo của mình á. Thì anh em lấy kiếm server cũng kiếm server này cũng khá là mạnh đó mọi người. Thì ok, thì cái mẹo này mình chỉ hướng dẫn tới vậy thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ tới mẹo khác thôi anh em. Thì cái mẹo farm tiếp theo là mọi người cần một cây súng nha mọi người. Cây súng nào cũng được anh em. Thì mình mua ná cao su, cây súng rẻ nhất luôn này anh em. Thì súng nào cũng được hết nha mọi người. Thì cái mẹo tiếp theo cũng là cái mẹo ở trên đảo trời luôn nha. Thì mọi người dùng súng này, dùng súng bắn vô mấy con này, dụ mấy con này lại rồi mọi người, nói chung là mọi người dụ nó lại rồi xong sau đó mọi người lại sau bờ tường á, mọi người làm như mình ha, mọi người bắn từng con này, mọi người chờ nó đi chung lại á, rồi xong sau đó mọi người đi lại cái bờ tường này anh em, xong mọi người đứng vô nha, thì mọi người dụ nó, lâu lâu có mấy con nó đi vô thì mọi người đi ai đi vô để cho nó hết ấy nha mọi người, thì mọi người đi vô đây này, rồi mọi người đánh nó nha, rồi mọi người đánh nó được thì nó đánh mọi người không được á, thì như mình nè, mọi người đánh nó thì ok. Thì mọi người farm ở đảo này thì mọi người dùng như vậy để cho nó không bị chết lần nào nha mọi người. Để cho farm ok ha.
Thì tương tự như bên đây thôi mọi người. Thì nói chung là cái đảo nào nhiều con lính á thì mọi người dùng theo cái mẹo của mình nha. Và chỉ cần một cái bờ tường thôi mọi người. Một cái bờ tường như vậy thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ gom lại nha. Hình như là con này tận 5 con rồi đó. Cho nên farm cái này cũng khá là ok mọi người. Và farm cái này đỡ phải chết mọi người. Bắn mấy con này mọi người gom gom lại mọi người nhảy dưới vách tường nè. Thì lâu lâu có mấy con bị đứng im á mọi người vô mọi người. Dí qua dí lại nha. Rồi xong sau đó mấy con đứng im mà. Anh em bắn cho nó lại thôi nha mọi người. Thì anh em thấy chưa? Mấy con này nó lại đây đứng luôn rồi anh em. Thì mọi người đấm nó nha. Mọi người đấm nó mất máu rồi. Nó đấm mọi người không được. Lâu lâu có mấy con nó nhảy vô. Thì mọi người nhảy ra bên bờ tường bên đây lại. Thì mọi người đánh nó nha. Thì farm cái này cũng khá là ok. Với lại không bị chết lần nào nha mọi người. Thì khá là ngon luôn ha. Và ok anh ơi. Thì có lẽ clip mình sẽ kết thúc ở đây thôi nha anh em. Tại vì mình chỉ biết những cái mẹo như vậy thôi nha. Nhưng mà có anh em nào chưa biết những cái mẹo thì anh em comment xuống nha. Còn anh em nào biết rồi thì thôi nha mọi người. Thì những cái mẹo này mình chỉ biết có như vậy thôi, mình muốn chia sẻ cho anh em thôi nha. Thì ok anh em xem đến đây thì hãy để cho mình lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một bật chuông thông báo nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ ha. Bye bye mọi người. Nhớ like và đăng ký cho mình nha, chia sẻ nữa nha. Bye bye.